Mọi người ơi, bây giờ thì tôi đang ở một cái tháp, cái này là tháp giống như trong phim Tây Du Ký đúng không anh? Cái tháp mà bắt chiếu yêu đấy. Thì tôi sẽ gặp gỡ một người anh của tôi, một người mà chuyên soi những cái gì mà chi tiết ở trên hình ảnh. Đây, cái dàn máy hồi nãy hoành tráng đây. Đây, anh Việt Phú, sếp tôi, mọi người, em chào anh Phú ạ. Xin chào. Anh Phú có nghe nói gì về cái cơn sóng tuổi trẻ tha nói không với ma túy của MC Dương Hồng Phúc không anh ơi? Trước khi có cái MV đấy thì anh đã xem đầy chương trình Phúc dẫn về các chương trình nói không với ma túy trên V2 rồi. Yeah. Không phải là có đến lúc hát mới biết. Yeah. Cho nên là anh đã cày view cho em nhiều lắm rồi đúng không? À không, anh view thì hình như anh chỉ được một lần kích thôi đây nha. Kích thôi đúng không? Anh có đăng ký nhé. Có đâu không? Comment hẳn hoi nhé. Đây này. Đây, anh Phú này. Đẩy lên. Ca khúc ý nghĩa quá, hy vọng các bạn trẻ hiểu được thông điệp quan trọng nói không với ma túy. Tuổi trẻ có thể sai lầm nhưng thực sự ma túy là mối nguy kinh hoàng nhất, gần như không còn cơ hội undo sai lầm. Cảm ơn Hồng Phúc, còn có tiếng Anh undo nữa. Undo là mình không có thay đổi được đúng không anh? Không có. Dính vào là không có lùi, không có lùi đâu, không có đường lùi đâu. Anh Phú cũng giống như Vũ Phong là cũng tiếng Anh undo nữa cái thứ rồi. Quá trời. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh một cái thông điệp rất là quan trọng đấy. Dạ, chúng ta sẽ nghe anh Phú rất là ý nghĩa. Anh Phú xem và anh Phú coi từ đầu theo kiểu một cái người mà thí dụ như chưa biết gì đi. Anh nói như nào cho em nó ấy. Đây là một cái clip mà đầu tiên mở ra tự nhiên thấy một cái gương mặt MC, xong rồi lại có vẻ đây này, hình ảnh công an có vẻ rất là nghiêm trọng. Yeah. Nhưng hóa ra là xem thì là nó có một cái nội dung thông điệp rất là rõ ràng và rất là thiết thực với cả các bạn trẻ. Nhìn thấy công an là đầu tiên tưởng là một cái gì đấy hơi sợ, hơi đúng nghiêm. Hóa ra là một cái bài hát mà rất trong sáng anh ha. Rất trong sáng mà cái bối cảnh anh rất là thích ở trong trường Marie Curie tại thành phố Hồ Chí Minh ấy. Nó là một cái ngôi trường cổ, kiến trúc Pháp cổ hơn 120 năm. Anh thấy cái ngay cái hình ảnh đầu tiên đấy từ năm 1918. Yeah. Là một cái trường mà nó có lịch sử và nhìn thấy các em học sinh rất là xinh đẹp. Và các em mới phối hợp cùng với cả Phúc ở trong MV này rất là tốt. Bây giờ cái trường nó trở thành một cái điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh cho khách nước ngoài. Nhưng nó ảnh hưởng gì đến sẽ phải là không học. Đúng rồi. Và cái giờ nào thứ bảy chủ nhật cái giờ nào không học mới được vào xem hoặc là sẽ cho phép. Nhưng mà anh chụp bên ngoài được, đứng bên ngoài được, nhưng vào trong thì các em đang học này, thì không được vào. Rất là đẹp. Này. Dạ. Cửa sổ đẹp anh ha. Rất là đẹp. Dạ. Nó gợi nhớ thời học sinh đấy. Đúng rồi. Hồi đó anh Phú học cấp 3 đúng không? Học trường nào? Cấp 3 là anh học trường Lý Thường Kiệt ở quận Hoàn Kiếm. Cũng đẹp. Cũng là một cái trường Tây rất là cổ. Trường Lý Thường Kiệt là cũng là trường xịt nổi tiếng đây nổi đó. Tiếng mà. Yeah. Là, hiện nay thì là nó cũng là một cái địa điểm rất là đẹp. Mọi người vào đây check in, nó cũng có lẽ là lịch sử của nó phải từ đầu thế kỷ 20 đấy. Anh rất là thích khi mà Phúc tham gia và ở ngoài trường này thì có những cái khung cảnh mà quay ở Hà Nội này. Đúng, ngay Hồ Gươm luôn. Quay ở Hồ Gươm mà ở trên phố đi Thiên Hoàng. Lúc đấy thì em nhờ các chiến sĩ bên C04 là ấy dùm, coi như là giữ dùm hiện trường cho nó trật tự đấy, để cho mình quay đẹp chứ thực ra người ta đi rất đông. Đúng rồi, quay được ở cái khung cảnh ở phố đi Thiên Hoàng này đúng, rất là đúng. Khó mà một cái thông điệp này, ngoài cái chuyện là một cái MV đấy thì ngay kể cả cái lúc anh nghĩ là lúc biểu diễn như thế này thì các bạn trẻ các bạn ấy xem tiếp cận được xem các bạn hiểu được những cái lời lẽ ở trong cái bài hát thì với anh Phú biết cái đường là đường chính đi rất là đông nhưng mà ấy cho mình để mà mình đi quay được là rất là cực tại vì phải dàn hết khán giả hai bên ấy. Chỗ này mà quay được là cầu kỳ lắm đấy. Dạ. Rất là cầu kỳ giữa bờ hồ luôn, một cái góc đẹp nhất đẹp ha, cái góc Hồ Gươm quá đẹp, em thích góc này. Trung tâm luôn, kiểu trái tim cả nước ấy. Nhưng mà có lẽ là sau cái thời gian mà dẫn các chương trình nói không với ma túy thì các bạn ấy là sẽ nhiễm được cái tinh thần và những cái thông tin mà trong những cái nội dung chương trình nó đưa đến ấy. Đúng thế, em hình như có vẻ trẻ hơn vì nói không với ma túy còn làm việc với cả các bạn rồi, học sinh cấp 3. Em là mới có 18 tuổi thôi, Vũ Phong là 17, em 18, Thu Hà 16. À. Tụi em thì forever young. Nhưng mà đến các bạn học sinh gọi là chú hay là anh? Gọi bác anh ạ. Tại vì em lớn hơn bố mấy bé là em 80, bố mấy bé 82. Thì các bạn gọi em bằng bác nhưng mà vẫn đóng vai bạn bè ôm ấm nhau. Thấy sơ mi trắng có vẻ cưa hơi nhiều sừng đấy. Đây này, cái cảnh cưa hơi nhiều sừng. Nhưng mà anh nhìn thấy em với mấy bạn học sinh là cũng giống nhau mà, cũng xem. Tại mấy bạn bây giờ ăn nhiều á, dinh dưỡng mấy bạn dậy thì sớm, to cao hơn. Anh nhìn thấy em mặc áo trắng vào đây là anh nghĩ là em phải mang thêm hai cái cưa để cưa nhau quá.
Cửa hai cái sừng đi. Không, như anh đây, anh thấy mấy bạn cuối cùng mà đại học là bằng em á, nhìn cũng xem em đâu, em cũng đâu già lắm. Em chỉ hơn mấy bạn 30 tuổi thôi chứ em cũng trẻ mà. Chỉ hơn có 30 thôi. Đây thấy cô giáo phải không? Nó xem nhau nhìn. Tôi hy vọng là sau chương trình này thì là em đi đến trường nào là cũng trở thành là một loại idol gọi là Kumati với các bạn. Anh biết ví dụ cái trường Marie Curie này đi là có khoảng 50 cho 70 ngàn học sinh. Thì cái lượng view mà bữa giờ xem là cũng từ trường này ra là nhiều. Bây giờ là có bao nhiêu lượng view rồi? Nhiều anh 1,5 like thôi. Like này. Như view là view em nghĩ là ở phía dưới 251 ngàn đó, được rồi, được xem cho mà mới một ngày thôi. Đúng rồi. Thì khả năng qua lại tiếng Việt này đúng không? Nãy Phong là tiếng Anh, qua là tiếng Việt. Thì khả năng triệu view nó cũng không xa lắm anh ơi, kệ mình cứ cầu nguyện đi. Đây mẹ tôi đang đứng ngoài đây. Huy động được tất cả các bạn học sinh sinh viên là chắc chắn lên 1 triệu đấy. Đúng rồi. Cái này hay. Thì nhìn bạn chữ cuối thế tất cả anh em hoành tráng anh ha. Giáo lên hết. Lên hết. Đây. Tất cả này. Anh cho chạm tay em cho nó play coi. Đây. Đó. Anh em là lên hết luôn. Toàn bộ mà được một cái anh em không ai lấy em đồng nào anh ạ, toàn là okay. Cho em hết anh ạ. Em phải xem tình hình cái này nó còn lên triệu view thì em phải tổ chức đấy, em tổ chức làm lại các anh em quay phim chứ bữa giờ anh em quay phim cũng bận rộn á, anh thấy không, trang phục trợ lý cái thứ một gàng đó. Vũ Đoàn là Carmen nha, Lê Tuyết biên đạo kiểu đấy. Em vào phòng thu của các bạn này thì ở Hà Nội, bạn Hoàng Bảo Nam. Thực ra là cái bài này bài của Văn Phong anh biết không, nhưng mà em không biết Văn Phong là ở bang mình. Mãi sao mới biết là Văn Phong là cũng nhạc sĩ của bên ở V7. Thì đấy, thì sau đó em mới khi mà họp báo em mới gọi cho bạn Văn Phong thì mới biết. Thì nếu em biết chuyện đó qua Văn Phong em thu rồi, nhưng mà không biết. Nhưng mà xong thì Phong nói em là nếu mà anh Phúc làm lại một cái bản audio á thì em sẽ thu lại cho anh Phúc riêng một cái bản audio khác, không thì làm lại cho theo cái nhạc của Phong. Nhưng mà sau đó em mới biết là Văn Phong là của bang mình, chứ em tưởng là Văn Phong là nhạc sĩ bên ngoài. Nhưng tinh thần của cái bài này lúc mà nghe mà trên hiện trường thì sôi động lắm anh. Nó trẻ, nó giống như những cái bài tình yêu á. Có như em giống anh Phú là khi mà nghe một cái bài về như này hơi bị tuyên truyền, mình sợ tại vì nó sẽ phổ giống như kiểu như là đi bầu, chúng ta đi bầu, cái là những cái bài mà nó hơi bị cổ động anh biết không, nhưng khi bài này thì nó lại mềm. Đúng, Phú nghe nó mềm mà nó theo kiểu là nó trẻ trung. Đoạn mà nó gọi là phải thể hiện rõ thông điệp. Nếu nó không với ma túy, hay không ma túy thì phải bắt buộc phải cái câu đó phải nói. Em nhiều cái câu cũng khá là hay. Hoặc là cái tên bài ấy, em cũng muốn đổi cho nó mềm nhưng mà bên đó không được, tại bên đó là của C04 Bộ Ngoại nào yêu cầu phải là cái tên bài đấy luôn. Theo cái thông điệp này, ca từ của nó rất là hiện đại đấy. Nha. Sáng nay thì thời sự của VTV Cần Thơ cũng lên tin đưa tin cho em trên sóng. Ca từ này rất là hay này. Nha. Quan tâm và nhân ái. Yeah. Cái thông điệp đấy nó rất là tốt. Ngoài nội dung ra thì tuyên truyền ra thì ít nhất là người ta nghe, người ta thấy nó cũng gần gũi và nó hay. Thang điểm 10 thì anh cho em được bao nhiêu ạ? Về cái gì? Trái này, ví dụ như 10 điểm về trong tổng thể về... thì anh cho cái gì cũng được. Ca khúc này lời lẽ các thứ thì là hay. Nhưng mà cái MV đó, ví dụ như MV thấy mình thể hiện không hay thì sao? Ca khúc này tổng thể thì sẽ được khoảng 8 điểm, nhưng mà ca sĩ chắc chỉ được 6 điểm thôi. Mẹ ơi, ca sĩ có 6 điểm thôi. Ca sĩ phải trẻ trung hơn nữa. Ca sĩ già quá, 6 điểm thôi. Ghê, cảm ơn anh Phú. Chúng ta có thêm một video từ anh Phú nữa rồi.